Xin chào mọi người, mình là Trang đến từ vườn cây giống hải đăng. Thì hôm nay mình rất vui khi mang đến cho các bạn một sản phẩm, đó là cây leo được rất nhiều người ưa thích nhé. Đấy là cây hoa thanh xà hoa bạch xà. Đây thanh xà các bạn nhé, còn đây là bạch xà này. Như các bạn thấy thì hai cái chậu cây này có hai tên khác nhau, đấy là thanh xà này và bạch xà này. Nhìn tổng quan thì hai cây này khá là giống nhau, tuy nhiên là nó chỉ một đặc điểm khác biệt, đấy là về màu sắc hoa thôi. Thì hoa thanh xà nó sẽ có màu xanh nhá, màu xanh pha tím này các bạn này. Đấy, màu rất là đặc trưng đấy, rất là đặc biệt. Còn hoa bạch xà thì nó sẽ có màu trắng nhá. Tuy nhiên thì vào cái thời gian này thì hoa nó lại chưa có. Thì cây thanh xà và bạch xà thì nó có lá cây mọc so le nhá. Đây này, cụm hoa thì gồm rất là nhiều hoa. Đây các bạn nhìn này, hoa của nó rất là nhiều. Cụm hoa rất là nhiều hoa nhá. Trên một cụm hoa thì gồm có tầm khoảng 5 đến 10 hoa. Đấy, hoa. Mùa hoa thì gần như quanh năm, nhưng mà nhiều nhất là vào các tháng như là tháng 5, tháng 6 nhá. Thì đặc điểm của cây hai cây này đấy là nó là dạng cây thân thảo này. Kích thước thì nhỏ gọn và nó có thể trồng cây trong chậu hoặc là cho leo tường nhá. Thì ứng dụng của hoa thanh xà và bạch xà đấy là mình có thể sử dụng trồng trang trí kiểu sân vườn trong các biệt thự này. Màu sắc nó rất là đẹp đúng không? Màu sắc đẹp và sáng sủa thì nó thích hợp với lại phong cách hiện đại nhá. Phong cách này thì mọi người thường rất là ưa thích này. Cây thì dễ trồng nên là bạn có thể bố trí nó trên ban công. Thời gian chăm sóc khoảng vài tháng thì các bạn đã có giàn hoa rất là ấn tượng. Thì ngoài tác dụng trang trí thì hai cây này còn có thể chữa một số bệnh theo như dân gian, như là bệnh mụn nhọt này, bệnh táo bón. Thì cây hoa thanh xà thì thanh xà và bạch xà thì là giống cây khá là đẹp nhá, cây khỏe mạnh, cây không tốn công chăm sóc và có thể trồng và chơi quanh năm. Thì về ánh sáng, mình nên lựa chọn vị trí trồng cây có nhiều ánh sáng nhá, sẽ giúp cho cây phát triển tốt hơn và đặc biệt giúp cho cây ra nhiều hoa hơn. Về đất trồng thì mình nên lựa chọn những loại đất tơi xốp này. Giàu chất dinh dưỡng, thoát nước tốt và mình hạn chế là không nên lựa chọn đất có chứa nhiều kiềm nhé. Đất thì không nên quá chua là được. Và lựa chọn các loại đất hữu cơ giàu mùn thì sẽ giúp giữ ẩm tốt nhất. Và đặc biệt là mình có thể trộn với các loại phân giúp cho đất có nhiều chất dinh dưỡng tốt hơn nhé. Về nước tưới thì cây hoa thanh xà và bạch xà là giống cây phù hợp với điều kiện nhiệt đới, nên là hai cây này có khả năng chịu hạn khá là tốt. Vì thế là không cần tưới nước quá nhiều đâu. Và ta có thể định kỳ tưới, đấy là một tuần mình tưới 3 lần là khá là phù hợp rồi. Và có thể tưới vào sáng sớm này hoặc là chiều mát để giúp cây phát triển tốt hơn. Về cái bón phân thì cây này khá là dễ chăm nhá, và cũng không yêu cầu kỹ thuật về bón phân nhiều, cây cũng không cần bón quá nhiều phân đâu. Mình có thể bổ sung lượng phân phù hợp với từng giai đoạn của cây, giúp cây có đầy đủ các chất dinh dưỡng để ra hoa thôi. Thì mình có gợi ý cho các bạn đấy là mình có thể bón các loại phân hữu cơ, phân vi sinh và phân NPK các loại. Thì về các cái dòng phân thì bên vườn mình cũng có đầy đủ các dòng phân mà có thể phù hợp với cây nhá. Thì các bạn nếu mà có nhu cầu gì thì đến vườn nhà mình để tham khảo nhá. Đấy là địa chỉ là ngõ 68, ngách 68/45 đường Nguyễn Văn Linh, Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội nhá. Hoặc là mình có thể add Zalo để được tư vấn qua số điện thoại, đấy là 0968741390. Video của mình hôm nay là kết thúc nhé. Nếu mà các bạn cảm thấy video này hay thì bấm like, share và theo dõi mình nhé. Chúc các bạn một tuần mới vui vẻ. Xin chào.